Tôi mời nghệ sĩ. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy bức tượng một cái tư thế là đã được hoàn hảo rồi. Tôi thật sự cảm thấy mình rất là xúc động bởi vì cái thần thái rất là giống. Ngay cả cái độ râu lúng phúng mình rờ mình vẫn cảm nhận được. Tức là nó y như thật. Từng sợi lông mi, tất cả mọi thứ và đặc biệt là cái thần thái trong đôi mắt. Đây là một trong những cái bộ áo dài cách tân của tôi mặc mới đúng có một lần. Vừa xong cái đêm đó, sáng hôm sau tôi đem bộ đồ này lại, tôi tặng luôn cho bảo tàng liền. Với cái hình ảnh của nghệ sĩ Thanh Lộc thì thường gắn với cái cặp mắt kiến từ hơn 15 năm nay rồi. Những cái phụ kiện đây, mấy cái vòng đá và cái vòng da như tôi đang đeo đây, thì đây là một trong những cái phụ kiện mà tôi rất thường hay đi kèm khi tôi mặc với áo dài cách tân. Vai này vai gì cô Lê Thiện ơi? Vai Thần Phi trong vở Đàn Ngọc Công Sơn. Cái vai này là cái vai mà khi tôi diễn ở sân khấu đó là cứ bị ném quạt lên và bị chửi. Thì cũng không biết nói gì hơn là đầu tiên thì sẽ xin là cảm ơn công ty Tượng Sáng, cảm ơn ba nghệ nhân anh Đông, chị Diệm và anh Bình. Thực sự là cái Thủy mới nói rằng cảm ơn và xúc động rất nhiều. Lần đầu tiên cái Thủy nhìn thấy bức tượng của ba mình ở tại xưởng, Bích Thủy đã bật khóc. Vì như quý khách đã biết là ba Bích Thủy đã mất 12 năm rồi. Suốt 17 năm qua, chúng tôi đã tìm được những chất liệu mà để đúc được những bức tượng giống như của nước ngoài. Đến bây giờ là cũng đã làm được trên dưới 100 bức tượng của các anh chị em nghệ sĩ. Hướng tới là để giữ lại những hình ảnh của các văn nghệ sĩ đã có nhiều công lao đóng góp cho ngành sân khấu điện ảnh.